Thế Dũng xin chào các bạn, thì hôm nay là một ngày đặc biệt của bên Honda Hoàng Việt. Mời các anh em đam mê mô tô vào sân Đại Nam để mà test thử xe hai con CBR mới của năm 2020. Bây giờ Dũng sẽ tường thuật qua cho các bạn xem ngày hôm nay nha. Thì đây giới thiệu các bạn là đây tất cả các anh em đến chơi tại sân Đại Nam để mà trải nghiệm thử xe. Các bạn thì bây giờ trước khi test xe Honda Hoàng Việt á, thì chúng ta lên trường đua để mà xem qua xe các anh em vào chạy khởi động nha các bạn. Xin mời các bạn theo Dũng. Đây là toàn cảnh sân đua của Đại Nam. Rất là rộng các bạn. Các bạn nghe tiếng xe mô tô đang chạy đằng xa xa phóng khích không? Quá đã luôn. Dũng hôm nay đến với Đại Nam để mà chụp hình cho các anh em. Dũng xin mời mọi người cùng theo Dũng nha. Dũng sẽ tường thuật lại ngày hôm nay cho các bạn. Đây bạn, đây là bạn Đức khổng lồ đang trải nghiệm thử xe. Bạn Đức là tay đua kiệt xuất của Tifon. Sơn người giống như nhà mới nhìn thế ngồi giống V4. Xin chào các bạn. Mình là Thịnh. Hiện tại mình đang đi trải nghiệm chương trình xe 3R. Và 3R thì mình R 3 cái. 1, 2, 3. 3 cái vậy là gọi là 3R. Còn bên đây là chiếc CBR 2R. Thì mình R 2 cái. 1, 2, đó. Đâu? Mình R chưa? Đã R chưa? R 2 cái đi nè, CB 2R. Rồi đi, còn cái này 3 cái là thôi được. Không có tiền, không có R được. Và hôm nay Hoàng Việt Mô Tô của chúng tôi sẽ tổ chức một buổi test drive cho tất cả những vị khách hàng có nhu cầu muốn test xe đó. Và anh chàng trai đội mũ đỏ kia đó chính là Sport Quân Trần, chuyên gia lái xe dạy lái xe an toàn đến từ Úc, và anh đang hướng dẫn cho tất cả những vị khách của chúng ta có thể lái xe an toàn nhất, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem không khí như thế nào nhé. Xin mời. Bây giờ là khi anh cua trái thì anh mình sẽ cua trái, mình sẽ đẩy bên tay trái. Cua trái mà. Cua trái mình sẽ đẩy bên trái, cua phải mình đẩy bên phải. Cái đó là mình hai bánh, không phải là bốn bánh. Bốn bánh ở đây là cái xe nó về là bốn bánh. Xe nó sẽ sử dụng đúng những hướng. Còn đối với xe hai bánh là sử dụng khi âm cua là sử dụng độ nghiêng. Đúng rồi. Nghiêng. Nếu như vậy thì phải nghiêng. Nói như là khi ôm mãi á là cái đầu nó vẫn cái lái nó vẫn thẳng đúng không? Nhưng mà mình đẩy để đè cái xe xuống. Mình không, mình chỉ đẩy thẳng lên thôi à. Đây là tại sao cái steering wheel nó dày, nó không phải là đè xuống. Cái steering wheel là nó dày. Thì mình chỉ theo nó vậy thôi. Còn em suy nghĩ là bốn bánh thì lúc đó là cua phải thì đẩy bên trái. Còn bây giờ mình chưa có hai bánh, mình phải nghiêng. Một cái nghiêng cho cái bánh nó sẽ nó vừa dàn cái nó xuống rồi. Em hiểu, tại vì cái này lúc đầu anh chia sẻ là tụi em rối lắm, nhưng thì, mà làm theo cách của anh á vô cua rất là dễ. Thì nói là một cái theory lý thuyết, còn vì trải nghiệm thì đó mỗi người phải trải nghiệm. Sau rồi gọi nói lại đó, anh Quân nó không phải đúng, anh bảo đảm được 100% là đúng. Không phải là đẩy hẳn đâu, mà là chỉ là mình đẩy nhẹ thôi. Đẩy nhẹ nhưng thôi. Mà mình dùng cái độ nghiêng qua bên phải. Dùng thì cái bánh lúc mà em để bên nhà bên trái này nè. Vô vậy sẽ an toàn lắm anh. Nó thật là mình phải tập học rất nhiều lần mới từ từ mới thành một lượt đó. Phần đầu tiên thì quan trọng nhất là cái thế thì mình nó kinh này nè, mình không xài thì mình để lại nè.
nếu mình khai thác thì bấm, còn nó không bị dày thì lúc mình để dày nó sẽ đẩy, lúc mình đi qua đi lại nó sẽ nhẹ hơn đó. Hay là cái gối này là cầm lên nên cái sát ở bên cái bình xăng này nè, kẹp vào đó. Quan trọng là mình chỉ là nó làm vậy nè, nó đỡ, còn cái ghi là lỏng hết tay, hai cánh tay là phải lỏng hết đó. Để mà nó mềm mại, thì cái tay mình nó phải mềm mại so với tay lái, thì cách mình đánh lái nó mới mượt mà được, mình mà không có bị đau tay. Ok anh em, thì bây giờ là bên Moto Hoàng Việt sẽ hợp với anh em chạy test thử xe và anh em Tifon để mà trao đổi một số vấn đề trước khi ra test xe. Anh em ơi, tôi chào qua đây thì cho chuyện chúng nè. Anh giới thiệu anh Hoàng bên Đại Nam giới thiệu cái cờ, một cờ cái này là rất là quan trọng nha anh em, thì nhớ chú ý lúc mình chạy là mình phải nhìn cái địa điểm cờ ở đâu, thì bình thường cái cờ là đây, ở đây. Okay. Chào mọi người nha, em bên trọng tài bên Đại Nam sẽ phổ biến một số màu cờ cơ bản ngày trải nghiệm hôm nay cho anh. Màu cờ thứ nhất em giới thiệu là màu vàng, ví dụ như có dầu làm đua mình có sự cố, ví dụ như chốt ngọt đây, thì chỗ này em sẽ bắt màu cờ vàng. Đó là một sự cố, ví dụ thấy cờ vàng thì anh đi chậm lại để cạo râu, hạn chế tốc độ giùm em. Cờ thứ hai là cờ đỏ. Cờ đỏ ví dụ sự cố rất là nghiêm trọng trong đường đua thì tụi em mới dùng thôi, nên là khi cờ đỏ thì tất cả các anh dừng lại hết luôn, rồi sau đó sẽ từ từ ra ngoài xăng nha. Còn cờ xanh á, thì ví dụ như sự cố không nghiêm trọng mà đã chạy, nói chung là đã chạy lại được, thì tụi em sẽ phát cờ xanh để cho anh biết là đường an toàn, mình có thể chạy tiếp tục. Còn cờ caro, cờ caro này thì ví dụ như là bên ban tổ chức nào, bên ban tổ chức thì có muốn dừng cuộc đua thì kết thúc cuộc đua thì em sẽ phát cờ caro, tức nghĩa là xong. Còn về cái cờ này, cờ sọc xanh vàng trời mưa. Ví dụ trời mưa thì tụi em sẽ phát trời mưa, mình đi chậm mà hạn chế tốc độ lại và còn xong. Rồi em xin cảm ơn nha. Okay. Cảm ơn. Mới không phát cái cờ xanh với cái bạn. Em ơi, nhớ là tối sáng nay, tối qua sáng nay là mưa. Ok, thì lúc mà bình thường là vậy, là cái trên đường cái mưa, trên đường cái đó nó sẽ dơ nha. Thì hai nữa, mấy cái vỏ này là anh em phải nhớ là phải cho nó vô móc chứ cái đã lúc đó mình mới chạy. Nếu mà mấy cái vỏ này là nó thật là không có thích mưa, chạy chậm chậm bình thường 30, 50, 60 thì nó không có sao hết đó. Còn nếu mà anh em mà thắng gấp vô cua 60 độ thì xin lỗi, không có được nha. Thì nhớ là cái đó là rất là quan trọng, thì phải bỏ ra một lát cho nó vô móc chứ cái đã. Mà ngu mốc á, không phải là chạy tà, không phải là chạy nhanh, chạy khoảng 60, 70, 80 cho nó bánh cho nó ngu mốc chứ cái đã. Ok, tại nếu mà mấy anh em lên ga mà không có nó, bánh nó không có ấm á, là bị xe rất là dễ. Ok, mà xe này là 1 tỷ, anh em hiểu rồi. Chưa 900 mấy mà giấy tờ xong lần tỷ, giấy tờ xong lần tỷ, lăn bánh 900 mấy mà thấy quảng cáo 900 mấy. Dạ, 900 mấy. Ok nè, học sinh rồi nha. Phải xe đẹp. Ô mà, xe đẹp. Không, chèm là cái gì? Chèm về luôn. Ok, sang tên không được chạy nữa mất công. Té là sang tên luôn, không đợt hả? Để hỏi lần biết anh em chạy. Không, bây giờ té đúng không, thì cái người nào tạo lấy luôn, coi như là giảm cái giá demo. Còn có 800 à, chạy mình anh đi 800 chị em chạy té luôn đi rồi. Mà anh mua có FP mà FP con này về bán 800, bán lại 850, nhậu anh không tính tiền làm lại bị té lên. À, nhớ anh em là nhớ hôm nay là buổi sáng này là phải rất là cẩn thận và an toàn nha. Cái này như là bên này là phải tôn trọng cái đó. À, trong thời gian mà bên này chạy vui lòng đừng có ai chạy chung. Ok, tại có khách hàng là mới, thật là mới. Anh em mà chơi lâu rồi thì tôn trọng mấy người đó giùm anh. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi. Giới thiệu bạn, đây là anh biker lớn tuổi nhất của bên Tifon, anh Nghĩa.
nửa năm hơn rồi. 65 tuổi nha bạn. Không có ở bên phát tiếng này. Chuẩn bị sở hữu một con CBR mới 2020. Ở đây là anh Phương H2, cũng là idol của anh em Tây Phong với lại bạn Đức Khổng Lồ. Này anh Phương thử xe. Cái tay lái nó cực dữ vậy ta. Lái xe được. Xe chứ nào không học anh. Chiếc này hơn hơn nè. Không, cái này gút anh. Gút thôi, gút thôi xe anh. Hả? Cho thấy ngay nó gút. Giấy khôn nó gấp tí nó hay hơn vậy nè. Này nó cái này anh con cực hơn nè. Cái này anh cực hơn nè. Ủa cái bản này bản khác nữa hả? Cái này bản cũ anh. Bản cũ. Bản cũ. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà quay lại thì là quẹo nào mà tới đi quay đầu. Quay tốt quẹo rồi. Muốn bản này mua SD. Cái này cái nào cái thùng sàn đúng rồi, nó chế theo cái kiểu căng chiều luôn dài đúng rồi, xe lý dài là cúp xuống. Xe bây giờ thế nào không dài anh, xe bây giờ thế nào không dài đó, không tháo bỏ yên luôn. Thôi anh mài nữa thì xuống rồi. Phải không? Hết này đẹp quá. Gió. Cái đầu nào cũng vô trụng, bỏ nó đi. Thay vì đó, CB nó không cho gắn, bây giờ nó làm lên trên xe luôn, hiểu không? Nó có một cái năm nó không cho làm cái hốc gió này để đè cái xe xuống, bây giờ nó làm trong vàng ngang. Chắc cho chạy đi, không mưa rồi. Lát về toàn hình có Martin Thanh Nguyễn không? Đứng trên tôi đây là có hình liền à. Tới rồi là chủ quán, này có ngắn. Anh không cảm thấy bụng bự luôn, hình đó nó không đẹp bởi vì nó nhiều người xung quanh quá. Theo chị thấy là có rất nhiều idol hơn chị. Đây. Rồi. Thành những gương mặt thân quen. Cường nữa vô cường. Chưa chậm đó. Và bật mì với các bạn dòng hàng Việt của chúng tôi. Đeo kính đeo nhìn đâu rồi. Không. Quá. Lột ra mắt Phương lé vô mà. Anh ơi, tôi giúp support. Nó tồn tại với tôi mấy tháng rồi đó không biết. Đứng. Đang ở giữa. Đừng nhớ đi mà. Ừ. Hơi nhạy cảm. Đây là anh Nghĩa Idol 65 tuổi của Tifon. Chưa anh ơi. Ôi. Ngầu quá. Ngầu quá anh Nghĩa ơi. Rồi 1 kiểu, 2 kiểu, 3 kiểu. Rồi hy vọng tháng 11 này nha. Rồi cho em. Ok anh Nghĩa đang chờ tháng 11 xe về. Anh Nghĩa đã mua một chiếc. Đây là bạn Di Idol. Ok gì? Người đầu tiên tại Việt Nam luôn mang con xe này vào trong chắc ở Đại Nam mình chạy đó. Hồi hộp quá anh em. Cái vinh hạnh này chưa ai chạy con xe này. Cái bên á là bạn trẻ nhất Việt Nam. Dạ, sở hữu con này. Dạ, quá dữ luôn. Sinh năm 99. Đã đặt mua SD. Đây là con xe này của em đúng không? Không, con xe khác. Xe này xe tiếng Việt Nam á. Bạn đây mấy anh em lát nữa sẽ chạy thử xe các bạn. Bản mới. Ba người đầu tiên chạy 3R trong trường đua Đại Nam. Xe thiết kế riêng cho chắc thì phải test trong chắc nó mới chuẩn. Nếu mà ngồi bên này thì sẽ mát hơn. Vì cái ngồi bên đó tiện đó không. Chờ anh cho em ngồi ngoài nắng nhanh. Em cũng ngồi thôi. Được chạy là vui rồi. Đúng rồi, thì giờ anh đang... Xin chào các bạn, mình là Thịnh. Hiện tại Thịnh đang có mặt ở trường đua Đại Nam để cùng test ride chiếc KTM này. Và
xe này là xe dữ dội nè. Đó, để thấy các bạn thấy không? Mình nói luôn là xe này có chụp áo mưa, có mang theo áo mưa. Dạ, có chai nước suối ở đây nữa. Các bạn thì đây Dũng đang chạy trong đường nội bộ của Đại Nam để mà đi chụp hình mấy anh em. Anh em bắt đầu test thử xe CB3R nha bạn, tại trường đua Đại Nam. Đây mình chạy vòng đầu để mà khởi động xe. Nghe tiếng bô khoáng khích không các bạn ơi? Rất là đã luôn. Đây là trường đua Đại Nam, rất là rộng. Thì hôm nay là Moto Hoàng Việt đã thuê hết cái sân Đại Nam này để cho khách hàng test drive. Thì bây giờ Dũng sẽ đi chụp lại quá trình anh em chạy xe vào cua. Chúng ta cùng đi nha các bạn, tham quan qua cái sân. Thì tối hôm qua mưa nên bây giờ đường rất là nước, mình phải đi cẩn thận. Chờ xe vào cua và chụp. Đây các bạn, hai xe đang bắt đầu tới gấp cua. Rất là đẹp luôn. Anh Nghĩa 65 tuổi mới vừa test xe màu đen chạy ngang qua Dũng. Đây bạn, đây là vị trí đường thẳng thì mấy anh em bắt đầu tăng tốc nè bạn. Tiến bộ phấn khích chưa? Quá đã luôn, tiến bộ quá phấn khích luôn bạn ơi. Bạn, đây là cái cua mấy anh em chuẩn bị chạy ngang qua đây. Đó, anh Nghĩa. Quá đã luôn. Tiếp tục nha bạn, nhắm khác. Gì này nó chạy. Nghe đã không bạn? Tiếng phấn khích đúng không bạn? Tiếng motor đã quá. Đây. Yeah, kêu lại. Này ngựa trước. Đủ mới vô mấy. Đang ghi. Nó không biết đường vô á. Nó không biết đường vô á. Ngoài gì lúc đang ghi nên đi vô đường này cũng được vậy. Đang ghi mà. Mua xe rồi, chạy luôn. Để là không biết. Đây các bạn, bây giờ bên Honda Hoàng Việt với lại em Cương Typhoon ra test xe. Đây bạn, Cương ta full chạy rồi bạn. Đã không bạn? Quá đã luôn. Ôm một bên để mà đè xe.
bạn thấy sao các bạn? Có thú vị không vậy? Chạy rất là đã luôn, nhưng mà đòi hỏi kỹ thuật phải rất là cao, nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Giờ này là sân bắt đầu khô từ từ, thành ra cũng ổn, nhưng mà luôn luôn phải tập trung trên đường đua nha các bạn. Bây giờ là phong vấn của em Cương. Nhưng mà cảm nhận được cái sự thích rất là thích. Con này mà mình chạy được cái bản đất đây nó chắc còn thú vị nữa. Đây chỉ mới là bản thường thôi mà nó đã kinh khủng như vậy rồi. Mình rất là cảm thấy phấn khích về cái con xe này. Thực ra nếu mà mọi người Diễm hiểu là tất cả mọi người đang ở đây đang có hiểu được cảm giác là không tan rất là chia sẻ một chút là bây giờ nếu có tiền thì tôi sẽ mua bản SP hay bản thường? Có tiền thì đương nhiên là bản SP, nhưng mà làm sao để có tiền thì chỉ cái này thì muốn ký nhá. Rồi cảm ơn đi chia sẻ của Cương. Anh Cương có thể giới thiệu sơ về mình cho các bạn khán giả của sẽ phần. Mình tên là Cương và có nickname là Cương Gào Cào. Mình là hướng dẫn huấn luyện viên lái xe mô tô. Thì hôm nay mình được mời đến để trải nghiệm cái dòng xe 3R này cùng mọi người. Dạ rồi, thì sau khi mà trải nghiệm cái dòng CBR 1000 3R của Honda Hoàng Việt tổ chức ngày hôm nay thì anh Cương cảm nhận như thế nào về chiếc xe? Mặc dù hôm nay mình chỉ mới được trải nghiệm bản thường thôi, nhưng mà thực sự rất là phấn khích. Chưa bao giờ mà mình chạy một con xe mà mình đang gọi là đang kéo số 1 mà nó có thể bay bổng lên. Tức là tự nhiên nó bay lên vậy đó. Trời ơi, nó quá mạnh. Nên nếu mà không có những cái công nghệ nó hỗ trợ nó kiểm lại chắc cũng phải cao lắm. Nói chung thực sự cái con này rất là mạnh, giống như là lời đồn ấy, đồn bây giờ mình đã ra đây rồi. Ok, nói tới đâu quên mất tiêu. Sức mạnh của chiếc xe. Dạ vâng. Rồi cảm giác vô cua của chiếc xe thì okay. Như thế nào? Thì ngoài nó mạnh ra thì đương nhiên những cái công nghệ về an toàn nó làm rất là tốt. Ví dụ như phanh này, mình phanh rất ổn định. Ôm cua cái phục nó cũng rất ổn định luôn. Nó không có bị nhún nhảy khi ôm cua. Đó, mặc dù khi mình chạy qua những cái gờ sóc á, tốc độ cao nó vẫn êm nó chạy qua chứ nó không có bị lắc lư. Và những cái công nghệ như kiểu thắng động cơ rồi, thắng ABS rồi và đặc biệt là cái lốp zin của nó cũng rất là ok luôn. Mình chạy cái lốp zin thôi nó đã thấy rồi. Dạ rồi, vậy là nếu mà anh Cương có dịp mà mua chiếc xe này thì anh Cương cảm thấy mình cần thay đổi cái gì vậy? Thật ra thì mình đang chạy bản SP, cho nên là thật ra nếu mà mình đoán là những cái mình cần thay đổi thì chắc là cái mình đang chạy bản thường. Dạ. Nếu mà những cái mình muốn thay đổi thì cái bản SP chắc nó có luôn rồi. Ví dụ như quick shift down shift này thì bản thường nó chưa có. Thì mình nghĩ chỉ cần thêm mấy cái đó là quá ngon cho cái xe này. Gần như là chiếc xe hoàn hảo cho. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn Cương rất là nhiều. Cảm ơn. Chia sẻ. Ok các bạn, thì đã test xe xong, bây giờ là anh em telephone đi về nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy like và subscribe kênh Giúp Dũng, kênh Hay Dũng Official và Tifon Motorlove Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.